Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Ngôi mộ cô đơn, câu chuyện kể về một linh mục giải tội. Kính thưa cộng đoàn, trong tập san Kiến thức ngày nay, người ta có đăng một bài viết về ngôi mộ cô đơn, câu chuyện kể về một linh mục giải tội như sau. Một tên cướp vào một đêm nọ đột nhập vào phòng cha xứ. Hắn không lấy gì hết ngoại trừ chiếc áo ròng và đôi giày của vị linh mục để mặc vào. Sau khi đóng giả là vị linh mục, hắn đến nhà một người phụ nữ giàu có và lớn tuổi. Sau khi nhấn chuông, hắn chờ đợi. Từ trong nhà, bà cụ nhìn qua lỗ cửa, thấy bóng dáng một linh mục. Bà an tâm mở cửa. Bà vừa mở cửa, tên cướp mau chóng tóm lấy bà và tra khảo tiền bạc của bà. Sau khi lấy được của, hắn giết chết bà. Hắn trở lại phòng của vị linh mục, lay ngài dậy và xin xưng thú tất cả những gì đã làm, trả lại áo ròng, đôi giày và bỏ đi. Mấy ngày sau, người ta theo dấu vết khám phá ra vị linh mục chính là kẻ sát nhân. Người ta bắt ngài và kết án chung thân. Ngài không thể nói điều gì thanh minh cho mình và vui lòng đón nhận bản án. Án chung thân của ngài được thực hiện tại một vùng đảo xa. Xung quanh hòn đảo đầy những đàn cá mập hung dữ. Ngày đầu tiên trên đảo, các tù nhân trên đảo biết ngài là một linh mục chịu án sát nhân. Họ khinh thường xỉ vả người linh mục cách thậm tệ. Người linh mục vẫn im lặng chịu vậy. Vài năm lao động cực khổ trôi qua, vì là người hiểu biết nhiều, người ta giao cho ngài trách nhiệm coi phòng thuốc phát cho tù nhân. Ngài thực hành không giống như những người coi phòng thuốc trước đây. Mỗi khi xin thuốc đều phải đút lót nhiều ít thì may ra mới lãnh được ít thuốc. Ngài chăm sóc bệnh nhân cách tận tình không vụ lợi. Dần dần, người ta không còn nhớ đến lỗi lầm của ngài khi mang bản án. Có đôi khi, người ta cũng thắc mắc, một linh mục nhân hậu như thế không thể là một tên sát nhân được. Nhiều người trên đảo nhận ra ngài là một người cha đúng nghĩa. Họ bắt đầu tuôn đến ngài không chỉ được chữa lành phần xác mà cả phần hồn. Nhiều năm sau, những ngày cuối đời của ngài, có một chiếc tàu từ đất liền chở ra những người tù chung thân mới. Trên chiếc tàu ấy có tên sát nhân năm xưa. Hắn bị bắt quả tang giết người. Hắn đến đảo và sống trên đảo ấy. Hắn nghe nói rất nhiều về câu chuyện của người linh mục phạm tội sát nhân, nhưng lại là người rất nhân hậu. Hắn nhớ lại cái án chung thân khổ sai trước đây hắn đã tránh được khi đổ tội cho vị linh mục. Hắn nghe nhiều điều quá tốt lành về ngài. Lúc đầu hắn còn làm ngơ đi, nhưng không thể làm ngơ được mãi, bởi vì chính hắn cũng có một ngày cần đến sự chăm sóc của vị lương y già. Ngài đã hết lòng chăm sóc hắn như người con, xúc động vì việc ngài làm cho hắn. Hắn đã tự thú tất cả những điều hắn đã gây ra trước đây và minh oan cho vị linh mục. Mọi người nhận ra sự thật, nhưng cũng là những ngày cuối đời của vị linh mục. Trước khi ngài mất, ngài để lại chúc thư cho những người có quyền, xin tha án cho kẻ đã hại ngài, để hắn có một cơ hội phục hồi nhân cách và sống những điều tốt đẹp mà hắn chưa từng sống. Ngài đã qua đời trong sự bình an giữa vòng tay người thân yêu trên đảo. Theo thông lệ, những xác của tù nhân sau khi chết sẽ được thủy táng, nhưng đối với vị linh mục, người ta đề nghị xin được chôn cất ngài trên đảo. Một sự kiện duy nhất trên đảo mà người viết lại câu chuyện này chính là người tù khổ sai sau khi được ân xá nhờ di chúc của vị linh mục. Ông đã đặt tên cho cuốn sách là Ngôi mộ cô đơn. Để có người linh mục như câu chuyện, chắc cũng nhờ đến rất nhiều những hy sinh, lời cầu nguyện của người tín hữu. Xin ông bà, anh chị em cũng cầu nguyện cho người linh mục của anh chị em và tha thứ cho những lầm lỗi, những phiền lòng khi gây những khó khăn mà anh chị em gánh chịu. Linh mục cũng là một hối nhân, cũng là người cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Cuộc sống phủ bụi đi nhiều hình ảnh, dấu chỉ của Thiên Chúa nơi người linh mục. Cần có những cuộc tĩnh tâm, những lần lau sạch để làm mới lại trong Đức Kitô. Xin ông bà, anh chị em cầu nguyện cho người linh mục của anh chị em. Nguồn: Giáo phận Ban Mê Thuột. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.